Kính mời quý vị khán giả nghe bản tin dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cập nhật vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tổng số ca nhiễm bệnh đến nay là 4.963 ca, trong đó có 52 ca nhập cảnh, 4.911 ca phát hiện trên địa bàn. Số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày là 265 ca. Số ca đang điều trị là 3.603 ca. Số ca tử vong mới là 3. Lý kế đến nay ca tử vong trên địa bàn tỉnh là 39. Số ca bình phục trong ngày là 65. lũ kế đến nay là 1.321 ca. Việc thực hiện chi vết tiếp cận trong 24 giờ 3 đã chuyển cách ly tập trung là 88, cách ly tại nhà là 53. Về tiêm vaccine COVID-19, trong ngày mũi 1 là 18.733, mũi 2 là 20.404.

là 742 đang cách ly tại nhà là 1840. Về thực hiện xét nghiệm trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm PCR khẳng định dương tính 265 k Trong đó lấy mẫu thường là 4672, test nhanh tại cộng đồng là 7461. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Mạc Liêu, đề nghị mọi người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5k của Bộ Y tế là đeo khẩu trang sát quận, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế, tiêm phòng vaccine khi đến lượt. Trên đây là bản tin dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh bạc liêu được cập nhật lúc 6 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Xin trân trọng kính chào.